Cơ đi. Khêu. Làm gì đấy. Cuộc chiến rắn mèo này. Đó, máy của nó dữ dằn trời. Đó. Giá cái đầu hồi sụm gì đâu. Đó ngày đầu rồi đó. Họ bóc mút cái đầu kìa. Ôi trời ơi, đúng quá. Đây là ai chứ. Gắn chưa biết cắn. Nó cắn hay không cắn. Đồ nó dài lên, nó nhào lên, nó búng người bay lên, nó cắn đi. Nó cắn được mèo. Mèo mẹ, mèo con hả? Ừ, mèo sáng kìa. Mèo con. Mèo mẹ. Sáng ngay đầu rồi. Má gặp con mèo đen nó làm rồi quá. Sáng ngay đầu bớt. Mèo đen rồi nó lụm nãy giờ. Yếu quá. Mấy con này ngồi mẻ gì mà. Cắn kìa, tha đi, cắn mẹ bây giờ là ngu, đừng cắn nó còn sống đó. Đè lên đi, lấy chân nó đè cái đầu nó vả. Giữ cái đầu nó lại. Đó, tụi nó. Giữ cái đầu nó lại. Ừ. Lấy cái chân đè cái đầu nó lên. Đó, đủ rồi. Chết được. Chết. Làm biết chết à? Đâu. Đó. Lại nè, mình đi ha. Đi nhỏ nó hay gì đấy. Nhỏ là phải chết được người ta dùng không? Không không? Được không? Đợi thử lên, mang, để thử lên, mang, để thử đi phao lên. Mở cây, tôi đợi thử lên. Đúng mấy hỗ trợ mèo đen là nó rớt rồi, mèo đen hay lắm. Con nói là mấy mèo con mới đi đâu hết rồi. Mèo con mới qua mua ở trên này. Con đang mua hả? Ở qua đang trốn ở nhà với chị á. Nó cài cái. Mèo con đang con mèo đen đâu rồi, ra tôi bắt con này làm từ nãy giờ mấy chục phút mới đủ bắt được á. Không được á. Mèo đen đâu? Chết rồi, chết rồi. Thấy không, nó còn phản xạ nhanh lắm, phải đè đầu nó kìa. Vậy mày cứ lại kìa, mày mẹ lại kìa. Ủa mà mẹ lên đó kìa. Đây là có con mèo qua đó nè. Đâu? Mẹ lên kìa, thấy con mẹ lên kìa. Rồi con mèo lại cứu rồi. Tiếp diễn rồi. Mèo 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 mèo. Đây nè. Giao đứng đó làm chi, đụng nó giọt. Giao đứng đó làm chi dầm vậy. Mèo cái khác giao rồi. Mèo 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 mèo. Cắt đầu. Nhá. Tụ mẹ con tới hôn nó, tụ nó cắn nó mẹ. Mèo mèo mèo. Đó, thấy không? Anh giả bộ anh xỉu. Đó. 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 Anh bực lại không? Anh giả bộ anh xỉu bực lại không? Dạ đầu nó xuống, ừ. Cái chân. Mèo đâu ăn gắn? Ăn chứ, cái này ăn hết.
Rồi gặp mèo mẹ lại kìa, tàn hình như thế này. Chết tiệt. Con này giống con hổ ấy, nó gình gình kìa. Sợ lắm, mèo cái đó. Chạy xe không rồi, chạy đi. Chạy xe đấy à? Chạy xe ở dưới xăng đi. Xe này được dầu không ạ? À? Ít thì làm sao có xăng. Xăng để cái chữ xăng cái gì vậy? Để chữ xăng thôi, có khi người ta không biết là đổ. Vô có khi mở ra đem nguyên xăng để mua. Chết rồi hả? Chưa. Ủa? Sao hai con mèo vậy?